Hello mọi người, lại là mình Vũ Mai Kinh đây. Trời đất ơi, sáng nay mua cái máy này, cái mọi người tới nhà mình chơi quá trời luôn mọi người ơi. Thì bạn nào chưa làm nhiệm vụ mà chưa mua được mấy cái vật phẩm này nè, để mà hoàn thành nhiệm vụ Alien đó mọi người, xui Alien á, thì vào nhà mình ha. Trời đất ơi, nhà mình đông vãi chưởng các bạn. Thì bây giờ mình sẽ review những cái món đồ mới cho mọi người nha. Mình sẽ mua những cái món đồ mới cho mọi người. Đấy, mọi người có thấy đồ Hanbok, đồ của Hàn Quốc, đồ các kiểu không? Đấy, ở trong phần quà tặng đó mọi người, trời ơi sáng nay mình nạp Momo bị lỗi bảo trì mất tiêu, không review hết cho mọi người được. Nhưng mà trong phần quà tặng thì có rất là nhiều đồ xịn luôn. Thì mình sẽ làm một cái mini game tặng quà cho mọi người nha. Và đồ thì mình chưa biết là tặng gì đây. Có thể là những cái món đồ thỏi vàng nha mọi người, ba lô, gậy với lại cái mẫu này ha. Và mọi người tham gia mini game của mình bằng cách là truy cập vào website vũvking.com của mình ha. Một xíu nữa mình sẽ viết một bài viết để cho mọi người bình luận và tham gia mini game rất là đơn giản luôn, có thể nhận được những món đồ thỏi vàng. Ở đây thì mọi người đã biết được đúng không? Ở đây có cái dù nè, ba lô nè, cái mẫu nè, cái gậy nè và đồ các kiểu ha. Nhưng mà mọi người chưa biết cái này là cái gì đúng không? 173 kim cương luôn. Mà các bạn chưa biết là cái gì đúng không? Thì bây giờ mình sẽ mở cho mọi người. Thì mình đã lấy ác phụ rồi mọi người, mình lấy ác phụ để mình tặng cho ác chính rồi của mình rồi. Đây. Đây. Cái đó đây mọi người ơi, 173 kim cương. Ôi trời ơi, cái ba lô hả? Cái ba lô nha mọi người, ba lô búp bê Arian. Trời đất ơi, ta là rin rin bíp bíp. Trời đất ơi, cái ba lô nha mọi người. Mình tưởng là cái gì, ai dè là cái ba lô các bạn à. Vậy là trong hộp quà thư quà tặng bạn bè hôm nay là có hai cái ba lô luôn nha. Một cái ba lô thỏi vàng và một cái ba lô kim cương. Trời đất ơi, cái khuôn mặt cũng dễ thương nè mà. Mình sẽ cài ạc phụ mình mang sau mọi người. Cái khuôn mặt có lại cái tai này cũng dễ thương nè. Đó, các bạn mua hai cái này đi, xịn luôn luôn á. Giờ mình sẽ mang cái ba lô cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái ba lô vô cho mọi người xem. Đấy, trời đất ơi, xịn không mọi người. Ba lô sau lưng mình nè. Đấy, dễ thương không mọi người. Ui, người ngoài hành tinh biết sao nữa các bạn. Người ngoài hành tinh tí hon. Trời đất ơi, dễ thương cực luôn. Đấy, các bạn không có tiền mua ba lô thỏi vàng thì có thể mua cái ba lô kim cương này cũng được. Hoặc là nhớ tham gia mini game của mình thì mình có tặng đó nha mọi người, tặng ba lô luôn. Tặng ba lô luôn nha, nhớ tham gia mini game nha. Rồi, trong cửa hàng hôm nay thì có rất là nhiều đồ mới luôn các bạn ơi. Như là căn phòng mơ ước nè. Thì cái này mình cũng đã tiết lộ cho mọi người lâu rồi. Nếu mà các bạn thường xuyên theo dõi web vũvking.com của mình ấy. Đấy, thì căn phòng mơ ước. Đấy, và bộ đồ áo dài cũng được bán lại ha. Nhưng mà nó không đẹp, mọi người đừng có mua nha. Đừng có mua cái này. Thì các bạn đi câu cá thì có một bộ đồ áo dài xịn hơn. Đó là áo dài đỏ mọi người. Con rất là xịn luôn. Ngoài có nón lá với lại cái mũ nam rất là đẹp luôn, hai bộ luôn nha. Câu cá thì các bạn sẽ được hai bộ luôn, một nam và một nữ. Xịn không, xịn không, xịn không. Nhớ đi câu cá để nhận bằng thưởng nha mọi người. Thì chắc là bóng 2, bóng 3, bóng 1 á, bóng tím á, thì nó sẽ ra bộ đồ này. Và hộp quà bí ẩn dưới nước ha. Rồi, ở trong cửa hàng thì hôm nay có rất là nhiều đồ luôn mọi người. Đây, sáng giờ chắc có lẽ là mọi người hay thấy, mọi người hay mua cái bộ đồ này. Áo khoác Alien nè. Đấy, 36 kim cương. Ngoài, và bộ đồ Hanbok hôm qua mình có tiết lộ cho mọi người ấy. Đây, bộ đồ Hanbok này mọi người, dành cho nữ ha. Hanbok nữ hồng. Và bộ đồ Hanbok nữ nam. À lộn, bộ đồ Hanbok nam xanh. Trời đất ơi, dễ thương luôn nha mọi người. Và bên cạnh đó thì cũng có đồ Alien luôn, với lại áo cọc tay Alien này mọi người. Đấy, thì tha hồ mua luôn ha. Tha hồ mua luôn, với lại áo tay ngắn, họ tiết cái áo này xấu ghê mọi người ha. Trời đất ơi, mình thì mình không biết mua bộ đồ nào đây mọi người. Đấy, ôi, sao bộ đồ này xịn phết các bạn, 92 kim cương. 92 kim cương luôn, thì bạn nào thích bộ đồ nào thì mua bộ đồ đó ha. Bỏ mặt nạ vô nữa, trời ơi, muốn mua mặt nạ thì bỏ mặt nạ vô nha mọi người. Mình sẽ mua bộ đồ nam đi, trời ơi, 92 kim cương nha mọi người, trang phục luôn nè. Rồi. Ui, đẹp không mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ mang cái đôi giày nào cho nó hợp hợp ha. Mình chưa có đôi giày nào cho nó hợp với màu này hết. Rồi mình sẽ đổi đôi giày xịn của mình nha mọi người. Ui, trời ơi, dép RZ nè. Rồi đẹp luôn, đẹp luôn, đẹp luôn. Đẹp luôn, trời đất ơi. Hiện tại thì nhà mình đông quá, mình chưa muốn rời khỏi mọi người ơi. Trong cửa hàng nội thất thì cũng có đồ mới đấy. Trong cửa hàng nội thất này mọi người. Đấy, cửa hàng nội thất ha. Cái đồ hồi nãy trong gói ấy, thì cũng sẽ được bán trong đây luôn nè. Xịn không mọi người, cũng được bán trong đây luôn. Mình sẽ tắt tiệc tạm ha, để mình review đồ cho mọi người. Ui, mình mới mở được có một xíu mà được 4.000 mấy sao luôn. Trời đất ơi, kinh khủng thiệt mọi người à.
Rồi bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem ha. Những cái đồ mới, mọi người ha. Đây, cái cây nè. Rồi cái thảm nè. Ui, nhiều lắm nha các bạn. Ui, cái nền mới luôn các bạn ơi. Ui, cái nền mới đẹp nha. Rồi những cái đồ mới nè. Quá trời luôn, Mới. Ui, cái đĩa bay nè mọi người. Ôi cái nền mới đẹp ghê mọi người nha. Wow, mình bỏ cái nền này vô cái nhà mình nó khác liền luôn á. Xịn liền luôn đó mọi người. Đây, cái này là cái radar anten vệ tinh nè. Rồi, cái này là cái cửa hả? Cái vách ngăn nha mọi người, cái vách ngăn xịn luôn. Vách ngăn này dành cho bạn nào muốn decor cái nhà bự bự á thì tại vì cái vách ngăn này nó bự mà. Xịn luôn. Đây, cái này cái nhà mọi người ơi, trời cái lều nó đẹp kinh khủng luôn. Thì cái này các bạn không cần mua ha, thì các bạn cũng có để đổi trong sự kiện Alien luôn, không cần mua được các bạn. Ui nó đẹp kinh khủng này các bạn ơi, dễ thương không? Trời đất ơi, dễ thương kinh. Dễ thương cực kỳ luôn. Đây đây là cái bảng nè. Rồi cái này thì không có gì hết. Cái này là cái bảng thôi. Ui. Cái này nó cũng bự ghê mọi người. Cái đèn dung nham này nó cũng bự ghê ha. Ủa cái gì chảy nước xuống vậy ta? Cái gì chảy nước xuống nha mọi người. À cái cây này, cái cây Alien này nó chảy nước được luôn mọi người nè. Trời ơi có hiệu ứng chảy nước luôn nè. Đẹp chưa, đẹp chưa. Trời đất ơi quá là xịn luôn. Rồi cái này là cái thảm cừu ha. Đấy, thì trong những cái đồ mới này thì mình thích nhất là cái lều nè. Nhưng mà cái lều thì có trong phần quà tặng rồi, mình sẽ không mua. Rồi cái này là để decor nha các bạn. À cái này bạc nhúng hả? Cái này bạc nhúng nha các bạn. À, thì các bạn bình thường các bạn nhảy lên đây nó sẽ nhúng các bạn lên. Rồi còn cái gì nữa ta? Đấy là những cái đồ mới và những cái trang phục mới đồ các kiểu các bạn nhớ mua ha. Rồi sáng giờ là chắc chắn các bạn là không biết mua trang phục mới ở đâu, với lại là những cái đồ mới ở đâu được đúng không? Sau khi xem video này thì các bạn đã biết được rồi đó. Đây thì mình sẽ bỏ hết đi. Mình sẽ mua cái nền nha mọi người. Cái nền 43 kim cương luôn, nhưng mà mình thích cái nền này đẹp nè. Đấy, 43 kim cương, mua luôn. Wow, cái nền này đẹp đấy mọi người, xịn không? Trời đất ơi, cái bộ đồ handbox của mình cũng xịn nữa nè, đẹp dễ thương của Tenmo Fairway luôn. Khu chiếu phim được mới được làm lại mọi người. Bây giờ mình sẽ chạy ra khu chiếu phim mới, sau đó mình sẽ về mở tiệc lại cho mọi người ha. Trong khi mình làm video thì mình sẽ mở tiệc, còn bình thường thì mình sẽ đi làm câu cá nữa, đi câu cá đi kiếm đồ mới review cho mọi người xem nữa, với lại là trò chơi mới các kiểu nữa các bạn. Ui, bạn cập nhật này quá nhiều đồ để cho review cho mọi người xem luôn á. Rồi để coi cái khu chiếu phim mới là có thời gian cụ thể để cho mọi người có thể vào xem phim không ha. Trời, cái ba lô của mình nó bị che mất rồi mọi người ơi, cái ba lô người ngoài tinh của mình nó bị cái mũ nó che mất tiêu rồi. Rồi xem phim thì bên góc bên này nha mọi người. Đấy, cinema nè. Trời ơi, cái ba lô người ngoài tinh cũng dễ thương các bạn. Các bạn không mua đồ ba lô thả bạn do hôm nay là đồ Momo nó bị bảo trì á, mình không có nạp vô được. Không thôi là mình review cái ba lô người ngoài tinh xịn cho mọi người xem rồi. Ở rồi, có thời gian cụ thể không ta? Không có cái bảng nào để có thời gian cụ thể là đi xem phim hết vậy. Ủa không có à mọi người? Để mình chạy vô trong rạp thử coi. À có gì nè. Có hả? Cái này là cái ghế. Ủa cái gì vậy? Có phim chưa? Sao nghe tiếng nói gì đó mọi người? À, có bạn gái ngồi đây nè. Đúng rồi, phim đó mọi người. Không biết là chừng nào tới bộ phim của những bạn Việt Nam làm đúng không? Việt Nam hình như có là Hạt Tiêu đúng không mọi người? Có Hạt Tiêu làm phim đúng không? À, được giải luôn hay sao ấy. Đấy. Không biết là chừng nào mới có phim Việt Nam đây. Mình coi phim này mình đâu có hiểu đâu. Đấy, còn bộ trang phục của Ataku này mọi người. Ataku này thì bộ trang phục này thì các bạn sẽ đi làm nhiệm vụ để mà đổi những cái hộp quà cái móc này nha. Cái móc này nha mọi người. Thì chắc là ngày mốt á, ngày mai á mình sẽ được cái móc 1. Ngày mốt á mình sẽ được cái ngày kia nữa thì mình sẽ được cái móc 2. Thì cứ 2-3 ngày thì sẽ được một cái móc nha mọi người. Đấy, thì nếu mà làm tích cực thì một tuần các bạn có thể mở được tất cả luôn hay sao ấy. Ui. Và cuối cùng sẽ được một cái áo yếm ha. Và sẽ được một bộ đồ giống như là Ataku. Ui, dễ thương của Te Fomewe. Cái gối đó thì cũng đổi ở trong đây luôn nha mọi người. Đây, cái gối là 1.200 điểm nè. Điểm Su Alien nè. Đấy, thì bạn nào chưa biết làm nhiệm vụ
nhận điểm thì có thể là coi clip trước của mình ha. Rồi bye bye mọi người, và đừng quên kéo xuống chúc mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Bye 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 bye. Một xíu nữa mình sẽ làm clip về câu cá để nhận bộ đồ áo dài đỏ ha. Với lại là clip về trò chơi mới. Wow, bye bye mọi người. Good, 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 good